kính thưa đại chúng, tất cả những bậc tăng sĩ chân thật đều có tâm chân thật kiên cố tu tập và thực hành lời Phật dạy một cách chân chính, một cách trung thực, nghe không? Đó trung thực. Và các ngài có tàm, có quý, cho nên hổ thẹn mà tu hành. Ở đây thầy kể một câu chuyện, có một vị đại đức tên là Amita, thì đại đức này sống ở trong cái động Kasaka ở gần một cái, cái xóm nghèo. Hàng ngày ngày thì đi khất thực. Ở trong xóm ấy có một gia đình cũng rất nghèo, chỉ có hai mẹ con. Và mẹ con này có đức tin rất trong sạch với Tam Bảo. Cho nên hai mẹ con hàng ngày đều đều để dành phần cơm sớt bát cúng dường đến Ngài và xem Ngài như là người thân trong nhà vậy, rất là thân thiết. Thì một hôm, ấy, người mẹ đi vào rừng, đi làm sớm, trước khi đi thì bà mới dặn con gái thế này, này con gái yêu, gạo ngon, sữa bò, bơ, đường thốt nốt vân vân, mẹ để ở kia. khi sư huynh của con đến khất thực ấy, con hãy lấy những thứ đó nấu và để bát cho sư huynh, phần còn lại thì còn con ăn, nghe. tức là bà mẹ rất là chu đáo, trước khi đi vào rừng để mà hái củi mà làm ấy, làm ăn ấy, thì dặn cô con gái nhỏ ở nhà đấy tất cả mọi thứ đây gạo rồi sữa rồi bơ rồi đường vân vân mẹ để chỗ này này thế con tầm này khoảng 10 giờ đấy là sư huynh con chính là đại đức aya mita đấy sẽ đi đến khất thực thì con đến con nấu nhanh xuất bát cúng dường cho ngài thế còn phần còn thừa thì, thì con ăn nghe không thế thì cô con gái mới hỏi thế còn mẹ thì mẹ ăn gì ạ thì bà mẹ mới nói là con à mẹ đã ăn cơm nguội của ngày hôm qua rồi lại còn ăn với nước canh chua rồi bà ấy thì ăn cơm nguội của ngày hôm qua và ăn với canh nó bị thiêu rồi Đấy, nó lại chung canh thiêu thế bà rất là thành tâm không, không ăn đồ mới mà cái đồ mới ngon để dành cúng dường cho đại đức ayata thế, thế người con gái hỏi thế thưa mẹ thế còn buổi trưa mẹ ăn gì thì bà mới bảo là buổi trưa con nấu cháo tấm hạt tấm trộn với rau để mẹ về mẹ ăn tức là cái món ăn rất là tầm thường cái cơm tấm cơm hầm đấy gạo hầm đấy để nấu với rau thôi để mẹ ăn đấy. còn những cái đồ ngon như bơ với sữa các thứ này nấu nên thành cái món giống như là mình gọi là súp rồi đấy để cúng dường cho, cho đại đức đấy. thế thì trong khi mà hai mẹ con đang nói chuyện với nhau như vậy ấy, thì đại đức này đi đến cửa khất thực <laughs> đi đến cửa đi đến đi đến cửa nghe thấy hai mẹ con nói chuyện thế thì đại đức Ai Mita mới ta mới, trầm ngâm suy nghĩ thế này. Tự Ngài tự ngày, nói với mình, Này Ai ta hãy lắng nghe đây. Bà thí chủ thì ăn cơm nguội với nước canh chua thiêu. Trưa nay bà ấy lại ăn cháo hạt tấm với rau. Còn những thứ gạo ngon, sữa bò, đường thốt nốt thì bà ấy để lại để dành nấu, để sớt bát cúng dường cho ngươi tự gọi mình là ngươi. Làm như vậy không phải bà mong được những thứ của cái gì nơi ngươi, mà thật ra bà mong thành tựu được quả báu an lạc, nơi cõi người, cõi trời và niết bàn đấy. Những quả báu mà bà mong ước, ngươi có thể đáp ứng được hay không? Vậy nếu ngươi chưa diệt đoạn, tuyệt được những phiền não trầm luân, thì ngươi thật là không xứng đáng thọ nhận vật thực của bà thí chủ ấy đứng trước cửa nhà hai mẹ con vẫn đang ở nhà nói chuyện với nhau thì ngài tự nói với mình này ai mít bà thí chủ bà ăn cơm thiêu với nước canh chua thiêu à, rồi ăn cơm hầm gạo hầm nấu với rau để dành lại cho, cho ta cháo sữa bơ wow. đường thốt nốt cúng cho mình bà không phải là bà cúng thế để bà cầu cái gì ở nơi mình đâu mà bà đang bà cầu cái, cái phúc báu an lạc cõi trời và niết bàn đấy cõi người cõi trời và niết bàn đấy thế mình có đủ để sinh cho bà cái phước báu hay không nếu chưa đoạn diệt được các phiền não nhiễm ô thì người không xứng đáng tự trách mình đến thưa đại chúng tức là rất là người tàm quý và ngay sau khi mà tự trách dạy mình như vậy thì ngài liền quay về cũng không để cho mẹ con bà biết quay về về hang không đi khất thực nữa và về hang rồi thì vắt chân ngồi thiền và phát nguyện thế này nếu chưa chứng đắc a la hán thánh đạo a la hán thánh quả và niết bàn ta sẽ không ra khỏi cái hàng này Đấy, phát nguyện giống như thái tử tất đạt đa à, trước khi mà đến cội cây bồ đề ngồi ngài cũng phát nguyện là, dẫu rằng thịt có nát xương có tan mà ta chưa chứng được chân lý tối hậu thì ta quyết cũng không rời khỏi cái gốc cây bồ đề này Đấy, ngài phát nguyện vậy thì ở đây ấy, ai mi ta cũng thế thấy mẹ con bà thí chủ người ta thành kính với mình như vậy à, thành kính với mình như vậy cho nên tự trong lương tâm mình nó hổ thẹn tức là gọi là tàm quý dằn vặt đấy, tự trách mình tự răn mình và quay về ngay và về phát nguyện và tu tập và do nhờ cái giới đức trong sạch của, của ngài cho nên ngài hành thiền trong một thời gian rất là ngắn chứng luôn quả a la hán Nghe không, thưa đại chúng chứng quả a la hán ngay trong ngay trong sáng hôm đấy và chứng quả lán xong thì cũng vẫn còn chưa đến chưa hết cái giờ đi khất thực không <laughs> ạ phải nói là câu chuyện rất đặc biệt Đó. và sau khi mà chứng quả xong thì ngài lại à, ôm bát đi khất thực Nghe không? đi đến nhà của, của bà thí chủ này để khất thực Đấy. và khi đến nơi á, thì cô con gái nhìn thấy ngài thì mới rất là thấy Ngài hôm nay lạ lắm trong, trong kinh nói là cô con gái nhìn thấy ngài thấy gương mặt của ngài trong sáng và thật đáng tôn kính đáng lễ bái cúng dường và khi mẹ của cô gái vừa về đến nhà cô liền chạy ra cô khoe với mẹ rằng mẹ ơi hôm nay sư huynh có gương mặt khác thường hơn mọi ngày gương mặt thật trong sáng lạ thường thật xứng đáng tôn kính lễ bái cúng dường mẹ à tức là khi này lúc bây giờ là ngài trở thành một vị thánh a rồi nên là chúng chắc chắn là một vị thánh a thì phải rất khác và tất cả mọi cái nó đều toát ra cái gì đấy rất là siêu thoát rất là thanh thoát cao thượng chân cô con gái cô cũng nhận ra hiểu không? và bà mẹ hôm nay cũng thế vô cùng sung sướng khi nhìn thấy ngài bà nói rằng hôm nay đại đức con trai quý báu của ta chắc đã hoàn thành xong phận sự của một vị tỳ kheo rồi thì phải bà cũng rất là hoan hỷ và sớt bát cúng dường cho ngài đấy, đấy thưa đại chúng thế thì ở đây chúng ta mới thấy an an tán thán làm sao các ngài tâm kiên cố ly dục sống thánh đạo đấy, cái tâm kiên cố giống như đại đức amita đấy, phát nguyện nếu mà chưa chứng được chứng đạt thánh quả, chưa đoạn diệt những phiền não thì quyết không ra khỏi nơi này cơ mà. Đấy, đại chúng thấy, đấy, các ngài kiên cố ý chí như vậy và hổ thẹn tam quý. Đại chúng thấy một cái vị đại đức như thế thì có xứng đáng để mình cúng dường không? Rất xứng đáng. Biết hổ thẹn, à, biết hổ thẹn, rất là hổ thẹn, biết xoay lại. Bản thân Thành đấy, khi mà nhận của các Phật tử cúng dường thế, rất là hổ thẹn thưa đại chúng từ kiểm mình thấy mình cũng còn rất nhiều khiếm khuyết mình cũng thấy rất hổ thẹn cần phải cố gắng rất nhiều thưa đại chúng Đấy, cái trách nhiệm của mình nó rất là lớn rất là nặng làm sao để những người cúng dường ấy người ta có được phước báu đây thì mình phải tu thế nào tăng đoàn của mình phải tu ra làm sao Đấy, giống như đại đức amita này phải suy nghĩ có xứng không với lòng thành kính của người ta như vậy không đấy thưa đại chúng